Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam và sau đây là những nội dung chính có trong bản tin. Cộng đồng người Việt tại Pháp chung tay tổ chức hoạt động thiện nguyện hướng về quê hương. Hà Nội đặt mục tiêu sớm được UNESCO công nhận là thành phố học tập toàn cầu, phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc. Ấn tượng vẻ đẹp hùng vĩ của bờ biển Tây Cà Mau, nơi rừng đước và biển cả hòa quyện. Sau đây là nội dung chi tiết. Luôn hướng về quê hương đất nước và đồng hành trong mọi hoạt động của Tổ quốc là tình cảm của trí thức và cộng đồng người Việt Nam tại Pháp. Liên tiếp trong những ngày qua, nhiều hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và cộng đồng người Việt đã được tổ chức để quyên góp ủng hộ bà con vừa bị thiệt hại bởi cơn bão Yagi. Cùng với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Pháp và các hội đoàn như Hội Người Việt Nam tại Pháp, Hội Công nhân, Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam, Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu, cùng nhiều tổ chức khác nữa đã có mặt để cùng bày tỏ và chia sẻ nguyện vọng đóng góp, hỗ trợ bà con trong nước trước thiệt hại do thiên tai lũ lụt. Các cơ quan ngoại giao và chính phủ Pháp cũng gửi thông điệp và cam kết sẽ hỗ trợ Việt Nam trước những khó khăn này. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ngay lập tức gửi thông điệp tới lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta cũng như dân Việt Nam, bày tỏ sự đoàn kết của nhân dân Pháp và cũng sẽ cam kết có những kế hoạch của Việt Nam một cách hết sức cụ thể trong thời gian tới. Gần 2 tỷ đồng đã được quyên góp và gửi về Mặt trận Tổ quốc, các quỹ, các địa phương vừa gặp khó khăn. Tiếp tục phát huy sáng kiến liên tục trong 2 ngày vừa qua, siêu thị Thanh Bình Sơn và 6 nhà hàng Việt Nam tại thủ đô Paris đã cùng nhau tổ chức bữa ăn thiện nguyện để ủng hộ đồng bào. Hàng ngàn bữa ăn với nhiều món đặc trưng của Việt Nam đã được các nhà hàng bỏ vốn và tổ chức, thu hút gần 500 người Việt tại thủ đô Paris đến tham dự. Kỳ này thì có vẻ là bão nó tới thì rất là tổn hại cho Việt Nam, nên chúng tôi làm một cái chương trình cũng tương đối là lớn để mà ghi quỹ gửi về Việt Nam. Còn sau đó thì có lẽ mình sẽ vẫn tiếp tục để mà hỗ trợ nếu mà còn những cái chuyện gì khác. Hơn 10.000 euro đã được thu từ hoạt động này sớm sẽ được chuyển về Mặt trận Tổ quốc và Quỹ Tấm lòng Việt để hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn. Trái tim Việt Nam dù ở đâu cũng dành tình cảm cho đất mẹ. Ngày 2 tháng 10 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo du lịch Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 2 với nội dung cân bằng giữa phát triển du lịch và bảo tồn di sản văn hóa Nhật Bản-Việt Nam, hợp tác hướng tới du lịch bền vững. Tại hội thảo, chuyên gia hai nước chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch tại các làng văn hóa, địa điểm di sản nổi tiếng và thu hút đông đảo du khách. Các chuyên gia khẳng định, việc giữ gìn văn hóa, bảo tồn di sản là yếu tố quan trọng thu hút khách du lịch. Bên cạnh đó, việc khai thác du lịch phải theo hướng bền vững trên cơ sở phát huy giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường, sinh kế của người dân. Hiện Việt Nam đang nỗ lực phát triển các sản phẩm du lịch mới và sáng tạo dựa trên các giá trị văn hóa, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách quốc tế. Thưa quý vị, thủ đô Hà Nội, mảnh đất nghìn năm văn hiến, càng trọng sự học. Ngành giáo dục và đào tạo thành phố đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp giáo dục toàn diện cho người học. Thành phố cũng đặt mục tiêu sớm được UNESCO công nhận là thành phố học tập toàn cầu. Một bạn thích đàn tranh, một bạn mê đàn nguyệt. Trường học của hai em đã ủng hộ và tạo điều kiện để vừa học kiến thức, vừa học nghệ thuật. Kết quả là hai học sinh này đạt cúp vàng Liên hoan nghệ thuật châu Á lần thứ 11 tại Việt Nam. Thúc đẩy học tập toàn diện là một tiêu chí của thành phố học tập toàn cầu. Khi được vừa học những các môn ở trường và được theo đuổi đam mê của mình, con rất cảm thấy rất là vui. Thế mình có nhiều động lực hơn và có cảm giác mình có thể theo đuổi nghệ thuật, theo nghệ thuật chuyên nghiệp hơn. Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO cũng chú trọng việc mở rộng sử dụng công nghệ học tập hiện đại. Các thư viện điện tử, kho dữ liệu miễn phí giúp người học linh hoạt được thời gian và địa điểm học tập. Nó sẽ giúp con học giỏi hơn, nó dễ dàng hơn trong mọi môn học.
Hà Nội đang phấn đấu để đạt các tiêu chí của UNESCO về thành phố học tập toàn cầu. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời được phát động hôm nay với mong muốn không chỉ đẩy mạnh giáo dục trong trường học mà còn thúc đẩy cơ hội học tập cho mọi người tại nơi làm việc hay các khu phố. Chúng tôi đang cùng với các chính quyền của các quận, huyện và thị xã và tham mưu với lãnh đạo thành phố quan tâm chăm sóc cho các cái thư viện cộng đồng, các cái nhà văn hóa cộng đồng. Thì cái tinh thần học tập, tự học, học tập suốt đời là một trong những nhiệm vụ rất là quan trọng. Đây là một trong những tiêu chí căn cốt để UNESCO có thể công nhận thành phố Hà Nội là thành phố học tập. Tôi nghĩ Hà Nội đang có các tiêu chí và điều kiện sẵn sàng để trở thành thành viên mạng lưới học tập toàn cầu của UNESCO. Chúng tôi sẽ đồng hành để thành phố sớm đạt được mục tiêu này. Đã trên dưới 70, nhưng những người cao tuổi này vẫn học tiếng Anh. Học trước tiên là vui, học để có tri thức, học để sống hạnh phúc hơn. Xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy việc học tập suốt đời cho tất cả mọi người chính là thúc đẩy sự thịnh vượng của cộng đồng. Những ngày này, kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô chính là cơ hội để mỗi người thể hiện góc nhìn tình yêu của mình đối với Hà Nội, từ đó khơi gợi cho mỗi người cùng suy ngẫm về trách nhiệm cá nhân để góp phần xây dựng thủ đô. Nhiều ý tưởng mới đã được hình thành xuất phát từ tình yêu với những điều bình dị xung quanh, là con ngõ, là góc phố sân đình, là những làng nghề truyền thống. Mỗi tuần một buổi vào chiều chủ nhật, một kiến trúc sư, một kỹ sư IT, một nhân viên văn phòng, một học sinh tiểu học, xách giá vẽ ra đường, tìm đến một góc phố, một khung cảnh nhiều cảm xúc của thủ đô, trải lòng mình vào những nét vẽ. Họ là những thành viên của ký họa đô thị Hà Nội. Ký họa nó là một cái dòng mình có thể vẽ nhanh, có thể ghi lại cái khoảnh khắc bằng tranh. Con được các anh, các chị, các chú hướng dẫn cho cách vẽ góc, vẽ độ, vẽ đậm, nhạt sao cho đúng với những ngôi nhà con đang vẽ. Và con cảm thấy rất yêu Hà Nội và yêu các anh, các chị. Triển lãm tranh màu nước Hà Nội trong tôi diễn ra tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố Cũ Hà Nội. Nơi đây đang trưng bày tranh của ba họa sĩ trong nhóm ký họa đô thị Hà Nội. Mỗi bức vẽ là một ký ức, một câu chuyện để lại nhiều cảm xúc cho người xem. Em cảm nhận thấy được là tình yêu của tác giả đặt vào mỗi tác phẩm và có thể là giúp cho người xem trực tiếp cảm nhận được cái cảm xúc của mình qua từng bức tranh và qua từng cái con ngõ, qua từng cái khung ban công. Kỷ niệm 70 năm giải phóng thủ đô, các thôn, tổ dân phố, cụm dân cư trên địa bàn huyện Đan Phượng đang tham gia một cuộc thi làm các video ngắn. Đây là dịp để những người trẻ khoe về quê hương mình với tình yêu và niềm tự hào. Nhận được đề bài là tìm hiểu về lịch sử văn hóa của quê hương thì mình nghĩ ngay tới là làm video clip để quảng bá truyền thống văn hóa quê hương, tìm hiểu lịch sử. Từ đó em hiểu thêm sâu sắc về lịch sử văn hóa, thêm yêu mảnh đất quê hương của mình hơn. Cùng với 129 clip của các làng quê, 129 điểm check-in cũng được xây dựng trên khắp các thôn làng của Đan Phượng. Khoảng 2 tỷ đồng đã được người dân đóng góp để cùng thể hiện tình yêu của mình với Hà Nội. Thế hệ trẻ đợt sau là nhìn vào các cái điểm check-in này và để thực hiện về các cái tinh thần, rồi là về các cái văn hóa của làng. Hàng ngàn bức họa về Hà Nội, các triển lãm được tổ chức hàng năm, những cuốn sách được phát hành, những sản phẩm mới trên nền tảng số cũng chính là cách thể hiện tình yêu và lan tỏa tình yêu Hà Nội với cộng đồng. Thưa quý vị, Sóc Trăng là địa phương có đồng bào dân tộc Khmer sinh sống đông nhất tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh sự đoàn kết, nỗ lực vượt khó, bà con địa phương luôn trăn trở làm sao để giữ gìn những nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Như ở chùa Bông Cro Chắp Thờ Mây, huyện Long Phú, các vị sư và người dân ở đây đã thành lập một câu lạc bộ múa với rất nhiều hoạt động ý nghĩa. Một buổi tập luyện nhạc ngũ âm tại chùa. Các bạn trẻ sử dụng thành thạo nhiều loại nhạc cụ, nhưng rất nhiều chất liệu khác nhau, từ bộ đồng, bộ sắt, bộ mộc, bộ hơi và bộ da. Thời gian đầu bén duyên, các bạn trẻ này cũng gặp không ít khó khăn. Chơi nhạc cụ này là khó nhất là những nốt mà mình chưa học được á. Mình chưa thuộc là mình không có đánh được. Mình phải học tập luyện mỗi ngày để mình đánh được.
không chỉ sử dụng nhạc cụ mà các bạn trẻ còn được dạy những điệu múa truyền thống. Với tình yêu dành cho văn hóa dân tộc, hầu hết mọi người đều thích thú. Đến nay câu lạc bộ có gần 30 thành viên, trong đó bạn trẻ nhất chỉ mới 10 tuổi. Em là người Khmer cho nên là em rất là yêu bản sắc dân tộc của mình. Nên là mỗi ngày em đều rủ các bạn vô để cùng tập múa để giữ gìn và dạy lại mấy bé nhỏ. Trong không khí hân hoan phấn khởi của những ngày đón mừng lễ Sadota, một trong ba lễ hội lớn trong năm của đồng bào dân tộc Khmer, thì đi đến bất kỳ một cái ngôi chùa nào thì chúng ta cũng cảm nhận được không khí nô nức và phấn khởi. Và chắc chắn là không thể thiếu những thanh âm và những cái điệu múa uyển chuyển của bà con dân tộc Khmer. Thì hôm nay khi mà thấy mọi người múa rất đẹp, rất duyên dáng như thế này, cảm nhận của Hậu sao? Dạ, trong lòng của em cảm thấy rất là hạnh phúc và tự hào khi mà các em đã giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc như thế này, em cảm thấy rất là vui. Chừng. Huyện Long Phú là một trong những địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer tại Sóc Trăng. Và trong thời gian vừa qua thì đời sống của bà con ngày càng chuyển mình, và đặc biệt là những nét văn hóa truyền thống thì vẫn được gìn giữ. Các cái văn hóa lễ hội bản sắc của người dân tộc Khmer đều có gắn kết dính liền với nhà chùa cũng như là đồng bào dân tộc Khmer là gốc gác ở trong chùa. Vì vậy đó, người dân tộc Khmer mà muốn được phát huy và phát triển thì mình phải gìn giữ cái bản sắc của dân tộc của mình được trường tồn. Mũi Cà Mau, điểm cực Nam Tổ quốc, là biểu tượng thiêng liêng của đất nước và là nơi sở hữu hệ sinh thái rừng ngập mặn độc đáo và phong phú. Mời quý vị cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp nơi bờ biển phía tây đất mũi qua hành trình một ngày du lịch xuyên rừng, khám phá những khung cảnh, những sản vật đã gắn bó với con người Cà Mau qua bao thế hệ. Sú, Tràm, Vẹt, Đước, Vương Khơi tạo nên dáng đứng muôn đời Cà Mau. U Minh, Tân Lộc, Nam Căn, những địa danh ấy, Nam Châu lẫy lừng. Cà Mau không chỉ là nơi đầu tàu, ngọn sóng của mũi cực Nam Việt Nam, mà còn là vùng đất nên thơ, hữu tình với nhiều danh lam thắng cảnh. Điểm khởi đầu trong hành trình về Cà Mau, chúng tôi tham quan mô hình du lịch xuyên rừng tại mũi Cà Mau rất phổ biến trong những năm gần đây. Ngồi trên những chiếc cano phóng đi với tốc độ cao để kịp giờ tới bờ biển phía Tây, giáp với Vịnh Thái Lan, là nơi du khách sẽ đón ánh bình minh trọn vẹn vào mỗi sáng sớm. Trên cái cung đường đi đến để ngắm bình minh đó, nó cho mình có cảm giác là thật sự là sảng khoái. Cano lướt đi cho mình thấy được cái gốc của người miền Tây sống như thế nào, rồi rừng đước ra làm sao. Cái cảm giác làm cho mình cảm thấy thích thú vô cùng. Hàng triệu cây đước mọc san sát nhau, tạo thành một bức tường xanh khổng lồ. Du khách đi thuyền len lỏi giữa những rặng đước, tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ. Sinh ra và lớn lên ở vùng đất này, rất là tự hào vì nơi đây là một nơi cực Nam của Tổ quốc. Và nơi đây cũng là một cái nơi mà gắn liền với du lịch, cái nơi mà đất biết nở, rừng biết đi và biển sinh sôi. Đi đâu cũng nhớ quê hương, ở đâu lòng cũng mến thương đất này. Bồng bềnh sông dạng trời mây, gió ru dừa nước, đước say bãi bồi. Khi hoàng hôn buông xuống, du khách có thể thưởng thức các món đặc sản từ cua Cà Mau như lẩu riêu cua đậm đà, cua hấp ngon ngọt tự nhiên. Đặc biệt chè cua, món ăn độc đáo với hương vị ngọt ngào bổ dưỡng. Với sự kết hợp giữa vị ngọt thanh của đường, viên chè dẻo dai và nhân thịt cua tạo nên món tráng miệng độc đáo và khác biệt. Cà Mau, vùng đất nơi rừng nước và biển cả hòa quyện, mang đến cho du khách cảm giác vừa hùng vĩ vừa bình yên. Đây là nơi mà thiên nhiên và con người kết nối, để lại trong lòng mỗi người một dấu ấn thật sâu sắc mỗi khi dừng chân đến nơi cực Nam Tổ quốc. Và những nội dung trên đã khép lại bản tin Người Việt Bốn Phương. Để xem lại trực tuyến các chương trình, quý vị có thể truy cập website đang hiển thị trên màn hình hoặc tải ứng dụng VTV Go trên App Store hoặc Google Play. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.